lần này là tụi con không có nói dối chú nữa đâu. Thôi được rồi, chú hiểu mà. Dạ. Chị ơi, mình tiếp tục sống với chú Julian thêm một tuần nữa rồi không chị? Không có được đâu, chị đã nói với em mấy lần rồi mà. Nhưng em vẫn muốn sống với chú mà. Đi nha chị. Chú ơi, tụi con cảm ơn chú thời gian qua đã giúp đỡ tụi con nha. Được gặp hai cháu á, người cảm ơn là chú mới đúng á. Tâm Anh, con nhớ đường tới nhà chú rồi đúng không? Dạ. Nè, tóc của con bay tùm lum nè, nhớ kẹp cái này lên, nghe chưa? Chú sẽ luôn ở đó, chú sẽ không có đi đâu đâu. Cho nên là con có gặp chuyện gì hay là nhớ chú ví dụ là có thể qua thăm chú. Ok không? Tâm Anh, nghe chú nói vậy yên tâm chưa? Dạ, thôi chào chú, tụi con vô nhà nha chú. Ừ. Chỉ cần nhớ qua thăm chú thường xuyên nha. Dạ. Thôi tụi con đi nha chú. Ừ, ok. Dạ. Tạm biệt chú. Cố lên. Dạ, cố lên. Đáng lẽ ra đó là hai đứa không có được ở đây đâu, nhưng mà thấy hoàn cảnh cũng tội nghiệp cho nên ông mới nhận lời đó. Dạ, tụi con cảm ơn ông. Thực sự là tụi con cảm ơn ông. Giờ đi theo ông, ở tạm cái phòng này, cho dù nó hơi bề bộn một chút nhưng mà có còn hơn không. Dạ, tụi con cảm ơn ông. Ừ. Đi. Ông ơi. Gì? Cho con miếng nước được không ông? Trời ơi, nó chưa cống hiến mà đòi hỏi. Đi theo tôi. Từ giờ hai chị em mình sẽ ở đây cho đến khi gặp lại ba. Công nhận phòng này tốt thiệt ha. Tốt gì mà tốt chị. Ở đây toàn quần áo không mà, đâu có chỗ cho hai chị em mình ngủ đâu. Như vậy là tốt lắm rồi. Hay là em muốn hai chị em mình ngủ gầm cầu? Thôi ngủ ở đó thấy mà ghê. Ủa, hai đứa làm gì ở đây? Dạ, ông nói là từ nay cho tụi con ở đây để làm việc á. Vậy hả? Dạ. Vậy tính ra chúng ta có duyên quá ha. Tâm Anh, không được đụng vô bất cứ thứ gì, nghe chưa? Dạ. Chị đã nói rồi mà. Tâm Anh, không có được đụng vô bất cứ thứ gì, nghe không? Dạ, em biết rồi. Ủa? Dạ, con chào chú. Con là ai vậy? Dạ, con là người giúp việc mới. À, mong chú giúp đỡ con. Ừ. Đi vô con. Con làm gì vậy? Con thích. Nhìn gì? Vô lượm, nhiệm vụ mà. Thôi đi lên.
mùi gì thối quá. Con nói gì vậy? Ủa, người chị đâu có mùi gì đâu. Với lại chị lớn tuổi hơn em mà, sao em nói kỳ vậy? Tôi thích á thì sao? 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 Đến thời tôi hả? Ăn đây nè, ăn đây. Thôi nè. Đi lên. Không biết sống sao cho vừa lòng với mọi người nữa. Sao trong nhà của chú? Dạ không phải đâu chú, cái này là em gái của con á. Em gái hả? Dạ. À, vậy là hai chị em ở trong nhà này hả? Dạ. Đúng rồi. Ba cho nó vô làm giúp việc nhà mình đó. Rồi tiện cho để trong phòng quần áo luôn. Dạ. Cái con này. À, thả con ra, cái con đi giết nó. Ừ, con gái nó giết gì mệt quá. Ôi, con tên gì? Con tên Tâm. Tâm gì? Tâm Tâm. Em nghe nghe mùi tanh đúng rồi. Dạ, không phải đâu. Em gái con tên là Tâm Anh. Đồ tanh 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 hẹn chi mùi tanh đúng rồi. Cái con nữa đi, trời ơi. Mày bắt cái gì mày cười hoài vậy? Đừng đánh con đau nó. Nó hỗn láo kìa. Để con dạy nó. Ôi người ơi, nó lấy xe ông ngoại đánh con nè. Dạ, trời ơi, trời ơi. Không chịu đâu. Mày không chịu hả? Mày không la được. Mày, thằng này con mà đau nó. Con với cái cháu với chắc bây giờ ba đang tìm mình đó, nhưng mà thật sự là mình đang nằm ở đây. Nhỏ này bữa nay đâu mà ra đây nằm vậy? Mẹ, khoan mẹ, để cởi giày đã. Khoan nhỏ, mẹ từ từ. Mẹ nói này mẹ quan trọng lắm, rất là quan trọng luôn. Gì mẹ vậy hả? Có hai con nhỏ nhà quê nó dám vào nhà mình đó mẹ. Nhỏ em á thì nó dám vào phòng của con, nó tên là Tâm Tanh á. Đứa nào tên là Tâm Tanh? Thì nó là Tâm Tanh chứ là cái gì. Ba? Ai vậy ba? Hai đứa nhỏ nó dưới quê lên mà nó không có chỗ ở thì ba mới nhận vô để nó giúp việc nhà mà. Ba này, tự nhiên cái ai không có chỗ ở là ba đem về nhà cho người ta ở hả? Thì ở tạm cái phòng để quần áo đó. Dạ, tụi con chào cô. À, mẹ, nhỏ này nè, đó là Tâm Tanh nè mẹ. Làm chi? Làm chi? À, đừng à. Ây da. Ây da. Ba, không có được đâu nha ba. Ba đừng có tự tiện quyết định với cái chuyện này. Không có được đâu, đồ nhà quê. Chính là con mẹ nói chuyện coi. Nè, cô xin lỗi hai đứa nha, nhưng mà chắc là không được đâu. Từ xưa tới bây giờ gia đình cô không có mướn người giúp việc ở lại qua đêm. Không có mướn người giúp việc ở lại qua đêm. Công việc nặng nhọc lắm, con không có làm nổi đâu. Không làm nổi đâu, không làm nổi đâu. Giả lại còn đem theo em gái nữa. Giả lại còn đem theo em gái nữa. Cứ để nó làm thử coi. Đằng nào nó lương cũng thấp hơn mấy người giúp việc trước mà. Ba à, con nghĩ không phải là lúc ba xen vô mấy cái chuyện này đâu ba. Tụi con xin lỗi cô, nhưng mà cô có thể cho tụi con tiếp tục làm việc ở đây được không cô? Thật sự là tụi con không còn chỗ nào đi hết á. Cô nói không được là không được. Bữa nay hai đứa lỡ rồi thì thôi, ngày mai hai đứa cảm phiền đi giùm cô đi. Nếu giúp được á thì giúp đi chị. Người ta khó khăn mới như vậy. Với lại nhà mình á, nhà giúp việc nghỉ rồi. Không có liên quan gì tới em hết. Đi làm thì lo đi làm nhanh lên đi. Không có được nha hai đứa. Yeah. Dạ, cô ơi cô, con khỏe lắm á cô. À, con ăn ít nữa. Ai sai gì con cũng làm hết á. Trả cho con ít tiền cũng không sao hết á. Tụi con thiệt sự là không còn chỗ nào để đi hết á. Cô cho tụi con ở đây làm nha cô. Cô nói không được là không được mà. Không có được đâu. Tại sao mày lại tàn nhẫn như vậy chứ? Cái thằng này, xô em té hả? Xô em té hả? Làm chi?
Không biết cái gì thì thôi đi, ở bày đặt mà xen vô nữa. Thì đúng rồi, con không biết gì hết á. Nhưng mà con biết lúc nào thì nên giúp người đáng thương. Tại sao mày lại đối xử với người khác như vậy? Mày thật là vô tâm mà. Vậy thằng này con đá mày bây giờ. Mẹ đánh con bây giờ á, nhiều chuyện quá. Dạ đúng rồi đó chị, nếu giúp được á thì giúp người ta đi. Cứ để nó làm, có sao đâu. Không có ai nói năng gì nữa hết á. Tôi nói không được là không được. Oh yeah, mẹ của con đúng là số 1, number 1. Không có được đâu, đồ nhà quê. Cái con cám này, đúng là hai mẹ con cám mà. Dạ đúng rồi, mà chị cũng giải đèn kèm ở đây hả? Đúng rồi. Ôi dạ, cuối cùng là chị em mình có thường xuyên gặp nhau rồi. Quay. Mà hai đứa đừng có nói cho ai biết á, là chị không phải là sinh viên của trường khoa học xã hội và nhân văn nha. Dạ, em biết rồi. Mà em cũng làm hết hôm nay là nghỉ rồi. Ủa sao vậy? Ủa, cô giáo tới rồi hả? Dạ, em chào chị. Mấy đứa làm gì mà ồn quá vậy? Dạ. Nè, qua đây cô biểu. Dạ. Cô giáo lên lầu nha. Dạ. Nè, bây giờ thì cô có việc đi ra ngoài. Một lát nữa 7 giờ á, con lấy nồi canh hâm lại rồi nấu cơm cho cô nha. Dọn dẹp tầng ở đây rồi lên tầng lầu nữa. Máy hút bụi cô để ở trỏng á. Dạ. Đây là tiền lương ngày hôm nay của con nè. Vất vả cho con rồi. Dạ. Cô đi nha. Con cảm ơn cô. Ơ, anh gì ơi. Ừ? Anh có biết xài cái máy này không vậy? Cái này hả? Chị dùng nó làm chi? Đây là công việc của tôi mà. Thôi khỏi đi, chị cứ bỏ nó. Thậm chí cứ để cho nó bừa bãi như cái thùng rác cũng được, cho mẹ tôi tức chơi. Ông ơi. Ừ. À, ông biết xài cái máy này không ông? Ông chỉ cho con với. Thì giờ cứ cắm điện bật công tắc mà nó bốc khói thì mình quăng luôn. Ai biết xài sao? Thôi để đại đó đi. Nè. Ủa, em biết xài cái máy này không? Em chỉ cho chị đi. Không biết, không biết, đói bụng lắm, dọn sườn ra đây. Sườn ngon lắm, sườn ngon, sườn ngon, sườn ngon. Ờ, Tommy, ba nó đâu rồi con? Dạ, chú đang ngủ không? Dạ hả? Dạ, con mời ông ăn cơm. Ừ. Lấy em sườn cho tôi đây. Ừ, sườn chưa có chín, em chờ xíu nha. Quá mệt mỏi, ăn mà còn phải chờ đợi, quá mệt mỏi. Mà phụ non, im giùm cái. Ủa rồi em con nó ăn cơm chưa con? Dạ, chút xíu nó ăn chung với con cũng được á không? Đâu được, con nít làm sao để ăn trễ được. Ờ thôi, lại đi ăn cơm chung với ông đi con. Đừng im. Nó vô bận lắm, sao nó ăn chung với mình được? Con này, dơ cái gì mà dơ. Vô ngồi ăn đi con. Đừng im. Ông ngoại muốn nó ăn đúng không ông ngoại? Thì sao? Chị Lam Chi sẽ nhịn cho ông ngoại vừa lòng ông ngoại. Vậy thấy giỏi không? Nên không ăn thì đi. Đi lên. Dạ, sườn chín rồi nè. Sườn hả? Có sườn này. Trời, có bả kìa. Thôi, lấy cái chén cho em đi con. Ừ. Đây, ông cho con miếng sườn ha. Không được ăn cái này, ăn cái khác ơi. Thiếu gì sườn, một mình ăn hết không? Mày đặt. Ừ.
Ngon không con? Dạ ngon, anh cảm ơn. Ăn nhiều vô. Ăn thoải mái đi con. Ăn thoải mái đi con. Đồ chùa sao ăn thoải mái đi con. Đồng ý. Dạ. Con làm xong rồi con về nhà luôn hả? Dạ. Con cũng chưa biết nữa ông. Giờ nếu mà khó khăn quá thì thôi ở lại đây một đêm đi. Giờ sáng mai về luôn ha. Dạ. Con cảm ơn ông. Ngon không? Ăn thoải mái đi con. Nè, sao mày dám ăn thịt sườn của tao? Mình chỉ ăn có 2 miếng thôi. 2 miếng gì mà 2 miếng? Có 9 miếng mà mày ăn hết 2 miếng thì còn gì đâu tao ăn? Vẫn còn có 7 miếng mà. Một mình tao ăn 30 miếng còn chưa đủ nữa. Mày có biết tao thích nhất là ăn thịt sườn không? Thứ tao thích nhất trên đời này là thịt sườn, mày có biết không? Đâu mà Mình xin lỗi. Mày xin lỗi hả? Mày nghĩ xin lỗi là xong chuyện hả? Ok, vậy bây giờ tao lấy bất cứ thứ gì của mày á, sau đó tao nói xin lỗi là được đúng không? Đưa đây cho tao. Đưa đây á. Không à. Không được, cái đó là của chú Thương Liên, đưa cho mày. Không, mày buông ra chưa? Cái này là của chú Thương Liên. Mày buông ra chưa? Mày đang làm tao đau đó. Chú Thương Liên cho mình mà. Không, mày có biết tao là cái gì trong nhà này không? Tao là má thiên hạ trong nhà này đó. Nhìn tao gì móc mắt bây giờ. Tránh ra coi đồ dơ bẩn. Có chuyện gì vậy? Em sao vậy? Em bị sao vậy hả? Chị em mình ở đây tới sáng mai thôi. Ngày mai chị em mình không có ở đây nữa đâu. Thank you.
không được là không được. Bữa nay hai đứa lỡ rồi thì thôi, ngày mai hai đứa cặm phiền đi giùm cô đi.